Song Thủy xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh nha. Cả nhà ơi, hôm nay là Song Thủy xin giới thiệu đến cả nhà đó là một cái món đặc sản, đó là cá lóc nướng được nằm trên đường là Trương Nữ Dương nối dài tại thành phố Châu Đốc nha cả nhà. Rồi, Song Thủy xin mời cả nhà. Em xin chào chị. Chào em. Ở đây là mình có bán những món gì vậy hả chị? Có bán phèo nè, ba gọi nè, chân gà, cánh gà, mời gà, ớt, bạch tuộc, mực. Em thấy đây là những con cá lóc nè. Cá lóc nướng. Chị ơi, em thấy con cá lóc mà nó ghim cái cây này là cây gì vậy hả chị? Cây mía đường của mình đó luôn. Wow, cây mía đường nha. Nó sẽ giúp cho con cá nó sẽ thơm hơn hả chị? Đúng rồi, ngọt. Ngọt trong bụng luôn. Wow. Ở đây cũng là một cái quán ngoài đường Trương Nữ Vương. Tên quán của mình là tên gì hả chị? Cá lóc nướng. Cá lóc nướng luôn. Đặc biệt là ở đây sẽ có là ba gọi nướng: gà nướng, chân gà nướng, bạch tuộc nè, ớt nướng nè, và có phèo nướng. Ở đây là một phần là cá lóc nướng thì giá bao nhiêu hả chị? Thì là 95 100 em, còn ăn ở đây thì 101. Nếu mà ăn tại đây thì là 101, còn mà khi mà mang về á thì giá là 95 đến 100 ngàn, tùy con là lớn nhỏ. Thường là bán mấy giờ mình dọn ra hả chị? 2 giờ em, 2 giờ chị dọn. 2 giờ dọn ra. Lá sen mà quấn cá lóc nướng thì không sao, không sao, cho miễn nó không giả là xài được. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Cá lóc sẽ rọc giữa và xong rồi để mỡ hành nè, rồi đậu phộng vào. Wow, thơm quá. Nếu mà mình quấn bằng lá sen thì nó giữ đồ nóng lại của cá hay sao chị? Nó thơm. Lá sen thì cũng rất là nhiều là công dụng luôn, có thể mà làm quấn cá. Đây là một phần đem về. Sẽ có gồm là bún nè, nước chấm nè, và rau, bánh chén. Rất là đầy đủ luôn. Về là chỉ thêm một cái xị rượu nữa là có mồi này là đủ rồi đó cả nhà. Chị ơi, vậy cho em một phần đầy đủ các món đi. Rồi dạ. Chút xíu thì chị ra ngồi ăn chung với em nha. Dạ, ok. Dạ. Rồi, xong thì sẽ di chuyển ra phía ngoài bàn ngồi đợi. Thank you.
lóc nướng của chị tên gì hết chị Linh. Chị Linh. Đây, đây là chị Linh, chủ quán của quán cá lóc nướng. Còn đây là chị Tư. Đây, chị Tư là chị của Song Hỷ nha. À, chị Linh ơi, mình ở đây là mình có những món như thế nào hả chị? Món gì hả chị ha? À, chị có chủ yếu là cá nè, có phèo, ba gọi, chân gà, cánh gà, ớt, mực. Rồi dạ. Chủ yếu là nướng thôi. Nướng thôi. À, bây giờ mấy món này hấp dẫn quá nè. Bây giờ chị nên là em nên ăn món nào trước ha chị ha? À, thì em dùng thử từ món đi ha. Cái món này mỗi món nó không riêng. À. Rồi, mời chị Tư với chị Linh ăn cùng rồi, em nha. Mời cả nhà nha. Xong thì xin mời cả nhà nha. Ở đây thì sẽ có là cá lóc nướng nè. Đây, cá lóc nướng. Rất là hấp dẫn luôn. Nó là sẽ có là mỡ hành nè, đậu phộng nè. Đây. Còn phía bên đây là sẽ là mề gà. Mề gà nướng. Còn phía bên đây là chân gà. Và ăn kèm với đó là đồ chua là cải cà rốt với cải trắng. Còn bên đây là ếch nướng nha. Phèo nướng. Và cuối cùng là thịt ba rọi nướng. Đây. Rồi bây giờ mình nên ăn món cá trước ha chị ha. Món cá thì ăn nóng thì nó sẽ ngon hơn. Và ăn kèm theo đó là sẽ ăn kèm rau và bún chấm mắm me. Đặc biệt là cái chén mắm me này rất là ngon luôn. À, cá lóc nướng thì ăn kèm với mắm me. Rồi em mời chị Linh ăn cùng em nha. Rồi. Dạ. Này là mình ăn vậy là mình để rau trước hả? Rau, mình để rau trước. Rồi chị đây em gắp miếng rau cho chị. Rồi. Rồi. Mình gói đủ món rau hết chị ăn mới ngon. Chị Tư nói là mình gói là ăn cá lóc nướng là phải có rau đầy đủ nó sẽ ngon. Bữa giờ là mọi người là đang thắc mắc là không biết chị Tư là ai, bây giờ mới mời được, năn nỉ dữ lắm mới mời được chị Tư lên sống cùng Song Hỷ đó. Chị Tư mắc cỡ không dám lên. Rồi, kế đến là một chiếc bún. Bún, cá lóc nướng, ăn với bún, rồi thêm miếng cá, chấm một miếng mắm me, rất là ngon luôn. Cho em dĩa rau đó chị Hồng. Dạ, rồi. À, miếng cá rất là hấp dẫn luôn. Bắt đầu ăn. Còn này không? Đổ xong rồi chạy. Rồi chị Tư ăn đi. Chị Tư ăn đi em. Em tập cuốn nè. Song Hỷ sẽ cuốn một gói ăn thử coi. Chắc không có chuyên nghiệp đâu, tại vì thường cá lóc nướng quán của chị thường bán là chỉ có buổi chiều thôi hả chị? Đúng rồi, chị bán 2 giờ là có khách mua về, nhưng mà khách ngồi bàn thì khoảng 3 giờ là có. 3 giờ mới... Wow, cái sớ thịt cá này nó cứng mà nó dai quá chị ha. Cá này là cá tươi ha. Đúng rồi. Mỗi ngày là cá tươi nướng mới ngon nha. Mà cá mỗi ngày là chị là đặc biệt là chị lựa cá rất là kỹ luôn. Rồi. Mình dùng đi chị, chén này của chị nè. À. Rồi. Mời cả nhà nha. Song Hỷ xin mời cả nhà cùng ăn nha. Đây. Gỏi cuốn thì chấm với mắm me.
Cá thịt cá ngọt quá hả chị ha. Ừ. Rất là ngon luôn đó nha. Thịt cá rất là tươi luôn, nướng lên rất là thơm. Đây là món kế tiếp, đó là lòng gà mề gà. Rất là thơm luôn. Này thì chúng ta sẽ ăn kèm là muối ớt nè, chấm gà. Đây là mè gì? Mè gà vậy? Gà. Ừ. Chị ơi, cái mè gà này là mình ớt nguyên liệu gì chị? Nó là nói chung ớt, ớt gia vị, chỉ là ớt một loại gia vị, nhưng mà cái mè gà thì bỏ thêm lá chút. Thêm lá chút sẽ thơm hơn ha. Món gà này là chân gà này là cũng nướng gì chị, nướng sa tế luôn hả? Chân gà chị nướng muối ớt. Muối ớt. Ơi. Chân gà nướng muối ớt. Nhìn cái màu rất là vàng luôn nè, vàng ôm luôn nè. Rồi em mời chị nhé. Rồi thêm một miếng đồ chua cho chị luôn. Rồi em mời chị Tư nha. Đó. Thêm một miếng đồ chua luôn đi cho nó ngon nha. Trời, cộng rau răm nãy giờ là không quên cho rau răm. Rồi tới phần của Song Hỷ. Thơm quá. Nên đặc biệt ở đây là nướng, chị nướng là thấy em thấy nó cái giòn nè. Nướng da giòn luôn. Chân gà này là gà gì hả chị ha? Chân gà Mỹ. Chân gà Mỹ. Nó mới có thịt nhiều hả? Đúng rồi, nó có thịt nhiều. Mời cả nhà. Cái món này là phải bóc tay mới được nha. Đúng rồi. Xin phép nha. Cái tay rất là vệ sinh nha. Trước khi ăn là có rửa tay qua 7749 lần mới bóc như vậy nè. Mà nếu mà ăn bóc như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Thơm quá không? Nhất là cái chỗ mà giòn giòn nó thơm ghê luôn á. Khi mà chấm với muối ớt nó sẽ vừa hơn và nó ngon hơn, nó vừa miệng. Tiếp tục đó là món ếch nướng. Mà ếch nướng này là ếch nướng gì chị ha? Ếch cũng chị nướng với ớt. Ở đây là toàn bộ những món là chị sẽ ớp là muối ớt. Nhìn rất là cái màu rất là đẹp luôn. Cái này chắc ớp thêm một tí sa tế ha. Không có sa tế hả? Thấy cái màu vàng vàng nè, đó. Vậy là cái màu của muối ớt. À, bí quyết của chị. Rồi đi, em mời chị nha. Tặng cho chị một cái đùi. Cho chị Tư một cái đùi. Song Hỷ nha, phần này là phần Song Hỷ nha. Rồi mời cả nhà. Bóp lận hai tay với chị. Làm sao mà hành chị em ăn bóp.
Ếch này là mình mua ếch đồng luôn hả chị? Hay là ếch này là ếch nuôi á. Ếch nuôi. Cái con nó nhỏ ha. Nó nhỏ nhỏ mà thịt nó dai chứ. Rất là dai. Nó thịt nó rất là dai, nó không có bị bở. Ăn mà em cảm nhận em tưởng là cái thịt của con ếch đồng luôn á. Với lại do mình ướp nó thơm á. Ủa vậy không có mùi nó có. Không có mùi có. Thường ếch nuôi là nó sẽ có mùi hả chị? Nói chung nếu mà người ta làm không kỹ thì nó cũng có. Có hơi cái mùi nó đây món phèo nha, mời chị nha. Rồi em mời chị Tư. Cái quán này mình mở là bao lâu rồi hả chị? À, 9 năm rồi nhưng mà cũng bán ở ngoài này luôn hả? Cả nhà ơi, khi nào mà cả nhà có về Châu Đốc thì ghé quán cá lóc nướng của chị nha, của chị Linh nha. À, địa chỉ mình nằm ở đâu hả chị? Mình nằm ở đường Gõ 2000, ngay sân bóng đá Xuân Anh, đường Trương Nữ Vương nha, còn được gọi là đường 2000. Rồi em cảm ơn chị. Rồi mình dùng tiếp đi chị. Đây này tới món ba gọi đi. Ba gọi ha. Rồi em cảm ơn chị. Đây món ba gọi đây. Ba gọi thì nhìn ba rọi nó vừa có mỡ vừa có nạc á, nó rất là ngon luôn. Đây em mời chị Tư nha. À, rồi em mời cho chị một miếng nha. Rồi. Xong hãy xin mời cả nhà nha. Ông thị xin mời cả nhà nha. Quá ngon rồi. Thịt ba gọi. Có mỡ có nạc. Cái da thì nó rất là giòn luôn. Mà vừa ăn khi mà chấm vào nước chấm thì nó giúp cho cái món cái miếng thịt đó ngon hơn. Đặc biệt cái nước chấm này là rất là ngon nha. Vừa rất là vừa ăn. Chấm vừa. Nó kẹo kẹo. Chị ơi, những cái món ngon như vậy mình có bí quyết gì để chia sẻ không chị? Bật mí tí xíu thôi. Nói chung nướng cũng đơn giản, những món gì mình cũng nướng gia vị bình thường thôi. Mà thì quan trọng là lúc nướng á, mình canh lửa chút xíu thì nó sẽ vàng đẹp. Mình phải chăm coi cái độ lửa. Chứ mà để mà lửa áp quá cũng không được. Áp quá nó sẽ không ngon, nó khô luôn. Cả nhà ơi, khi nào mà cả nhà có về Châu Đốc thì nhớ là ủng hộ quán chị Linh nha. Quán cá lóc nướng nha cả nhà. Ở đây món nào em thấy cũng vừa ăn hết. Giờ này buổi chiều khách đông quá nên là cũng hơi lu bu á cả nhà. Chị phải vừa tiếp xong hỉ mà vừa ghi bill chúc bill quá trời luôn. Ý là có nhiều nhân viên mà cũng bận rộn quá hả chị ha? Thường buổi tối là tới mấy giờ mình hết chị? Khoảng 7 mấy 8 giờ. Giờ này là sắp hết rồi đó. Sắp hết rồi. Giờ này sắp hết. Chị ơi, mình nếu mà khách ở xa người ta về Châu Đốc á, người ta muốn đặt cá của mình thì số điện thoại để liên hệ với chị như thế nào hả chị ha? Đọc số là 0929 625 562. Khi nào mà cả nhà có về Châu Đốc mà giống như là mình đặt trước bàn á thì liên hệ số điện thoại, xong hãy sẽ ghim số điện thoại trên bài luôn để mọi người có thể liên lạc với chị để hỏi chính xác địa chỉ và đặt bút sẵn để mình đến nơi là mình có đồ ăn mình ăn rồi nha cả nhà. Video của Song Hỷ xin phép được tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người video sau nha. Nếu thích kênh thì cho Song Hỷ xin một lượt like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.
kéo góp vui cho mọi người. Đây cô lì xì cho con mỗi bé 50 ha. Rồi. Hát rất là hay luôn. Đây cả nhà ơi, rất là lâu rồi Song Hỷ mới gặp lại cái cây kẹo kéo. Ở ngoài là một cái lớp kẹo và ở trong là sẽ là đậu nha. Rất là lâu rồi mới gặp lại. Đây, kẹo này rất là giòn luôn. Thường là sẽ để vào nước đá thì giúp cho cái cây nó sẽ giòn. Lâu rồi mới thấy lại. Tuổi thơ ùa về quá.